quá sạch. Cái anh tài xế nó bị tét mặt luôn. Vừa nãy chị bỏ sao đạp lên đó. Rồi sao anh té rồi tét mặt. Có y tế chăm sóc. Ghê dại lên khán giả luôn vậy. Anh kia anh biết cô ấy gì là anh chào khán giả à. Bao nữa rồi. Lên bao nữa rồi. Tiếp tục. Thấy ở đây có trúng chuối này là tức là mỗi đội bò cũng cho người ta mình xin á, xin đừng cho bò đồ gì gì đó, xin người ta chơi, tức là xin đất đai đấy, xin đất đai mình đi, mình đường xa đi đất người ta mình sợ nó thua á, xin đường xin gì cho mẹ. Xin chào quý bà con và các bạn, hôm nay đã quay trở lại kênh YouTube của An Giang Lê Thành. Thì hôm nay là lễ hội truyền thống đua bò ở huyện Tri Tôn. Thì hôm nay Lê Thành đến đây để đi xem cũng như quay lại cho khán giả xem cái lễ hội này như thế nào và đua bò những cặp bò giỏi như thế nào. Mời cả nhà cùng theo dõi hoạt động video của Lê Thành nha. Thì bên cạnh đây thì Lê Thành mới có đợt một mà quá đông rồi, như sao tuyển đó đang đua kìa. Wow, đồ đang quá chạy rồi kìa. Đó chạy à. Wow, nếu yếu tim đừng xem nha, cái này có lúc cũng có những lúc nguy hiểm lắm nha khán giả. Đó thì mình sẽ đi gần quanh bên đó nha. Đây có những bò đang chuẩn bị thì mình sẽ đi vào bên trong khán giả, biết có người quen không. Mình đi vòng trong. Đây có những tài xế trẻ nhiều ha. Còn mình có chạy vòng nào chưa anh? Sao rồi? Có kết quả tốt không? Tốt. À, vô vòng trong hả? Vòng 2. Vòng 2 là vòng bán kết hay sao? À, nên chạy mấy vòng là bán kết, chung kết, xếp hạng hay là chỉ bán kết vô xếp hạng luôn? À, cái này mình đánh từ đâu vậy? Lê Chị. À, xã Lê Chị với ba Trúc hả? Dạ đúng rồi. Chúc may mắn nha. Dạ. Đứng đây, đứng đây là dễ quay. Ôi quá nhiều, quá nhiều như tất cả. Em này là tài xế luôn hả? À chị, em là tài xế hay là chỉ dịnh đây? À chúc người khác bằng tài xế à. Tài xế đi. Nãy giờ kiếm chiếc xe hoài không gặp. Ở đây có đua không? Không có đua hả? Có gì? Đua chơi. Ai chồng mới được không? Ở giờ đi, không, cậu mới ăn rồi đấy, nào cậu ấy cậu ăn. Thôi thôi. Mới ăn cho anh này nè. Đợi chút xíu à? Đợi chút xíu lại. Đợi chút xíu đây. Còn có rượu luôn. Có rượu luôn hả? Tao thì không biết uống rượu. Chịu dắt dê ra đua luôn. Đây gặp cháu ruột có bán bánh mì. Rồi chúc bán may mắn nha. Thắng rồi, thắng quá khỏe rồi. Không cần tốn công sức nha. Bạn này đã thua. Thì hôm nay mấy chục
chắc trên 10.000 khán giả về đây để xem lễ hội đua bò truyền thống ở huyện Chi Tôn khán giả rất là đông. Chuẩn bị tới cặp bò này, chuẩn bị cái lễ hội đua bò truyền thống này là không phải là riêng bò hơi mà còn phải tài xế phải giỏi nữa mới giành được cái chiến thắng cao hơn. Nếu mà bò hay mà tài xế mà không giỏi thì cũng không lại, phải đòi hỏi những cái yếu tố phải đầy đủ hết mới giành được cái chiến thắng cao được. Nếu mà tài xế giỏi mà bò không hay cũng không được. Thì cái luật đua bò này chẳng hạn như ở đây là khi mà mới thả bò ra là ta gọi dòng thả chỉ đi thôi, đi từ từ đó, khi nào mà tới cái chỗ dòng nào mà chạy rồi mới được chạy. Nếu mà tới đang dòng đi mà chạy là cũng không hợp lệ luôn. Chưa tới dòng chạy mà chạy là không hợp lệ, bây giờ là chỉ còn đi thôi đó, đi từ từ vậy đó. Khi nào tới dòng chạy là có ví dụ là chạy đó, chuẩn bị rồi đó, đang chuẩn bị rồi, chuẩn bị từ từ á, từ phát trò là chạy á, đó có anh áo vàng đó đó khán giả, họ chạy đó, có anh áo vàng chạy nha. Wow, đó, kỳ vậy. Xin nhân đề mình. Xin nhân đề mình chạy lên bờ luôn rồi. Ở đây bò trước và bò sau. Ở đây thì có hai cái giống như là cái đích gì đó. Hai khi bò trước chạy tới đích trước là thắng, bò sau chạy tới cái đích sau là thắng nha khán giả. Đây bò là chạy trước chạy sau chứ không có chạy ngang hàng. Ai? Cái gì vậy? Quá sạch. Chạy sinh văn đề mình đó. Hôm nay nó chạy mình bò là chạy nè, người ta chạy trên 10.000 khán giả ở đây, mà còn ở trong tỉnh thì nhiều, thì ngoài tỉnh cũng có đến đây á, lễ hội đua bò truyền thống. Đây ở đây là cái thầy có một cái rồi ta nhà thôi rồi gì mà chơi dữ ta. Chưa tới dùng chạy mà chạy dữ à. Đó, thấy anh áo vàng là mới chạy nè. Ờ, đi vậy đó. Ghê dại lên khán giả luôn rồi.
Anh kia anh biết cô ở gì nên anh chào khán giả à. Anh bao nữa rồi. Anh bao nữa rồi. Bỏ cho chân lưỡi của anh nè. Rồi mời anh, các anh phóng viên báo đài ra chỗ khác rồi. Thì các anh lực lượng này giống như để đảm bảo cái an toàn cho bà con thôi. Thì bò lúc mà nó dậy đó, nó không biết nó lạng đi đâu đó, sợ bà con bị thương này kia, cho nên anh là lực lượng cho sẽ dời đuổi mấy anh em qua đây đó. Đang hỏi gì, tại vì bò chạy rất là nguy hiểm, nó giả nãy lũi lên bờ mấy lần luôn. Nhưng mà yếu mà bất ngờ nhất là các trẻ nhỏ rồi đó, yếu là cái nó dẫm lên luôn á, cho nên cái này anh đuổi qua. Không có bà con. Đông người quá quá đông người xem. Hay gì đó, đó là có đi đâu, nó đi không à? Con cua rồi, con cua đó. Kiến kiến, không kiến. Nít ta ẩm ẩm lên sẵn sẵn đi, bò nó hay lạng bờ á. Con này nó Như vậy là cặp bò trước thắng hả? Nãy là anh bò có thắng không? Thắng rồi. Cái gì cặp bò sau là thắng hả? Bò trước lên bờ rồi. Bò trước lên bờ là phạm quy hả? Ở bên kia không âm quy phải không? Cái này là vòng thứ mấy gì chú? Vòng thứ ba rồi. Vòng thứ ba. Thứ hai. À, vòng bán kết. Cái đây là vòng thứ ba. Thì là cặp bò sau thắng hay cặp bò trước đã lên lên mé trên thì phạm là phạm quy rồi. Là anh đánh từ đâu? Cặp bò mình đánh từ đâu? Dân giáo, dân giáo Tịnh Biên. Cái này mình tham dự bao nhiêu lần rồi anh? Cái này mình tham dự được nhiêu lần à? Dạ. Này cái đội mình tham dự nhiêu lần rồi? Ba bốn lần rồi. Ba bốn lần. Mấy lần trước có là chùa Lê Trì. Chùa Lê Trì. Chùa Râu. Chùa Chị Châu mình nè. Mấy lần trước mình tham dự cái đội bò của mình có được khuyến khích ha. Dạ. Khuyến khích cũng vui á, miễn có giải được không? So khuyến khích. Chú yếu vui chính ha. Dạ. Mình đến đây được bao nhiêu đôi? Có 3 đôi. À đôi mà thắng mấy đôi này? Thắng đường đôi nè. Thôi thua 2 đôi à. Thua 2 đôi thắng 1 đôi ha. Dạ. Vòng năm nay cũng đã được giải. Dạ. Lê Thanh thấy ở đây có chúng chuối này là tức là mỗi đội bò cũng cho người ta mình xin á, xin đừng cho bò nó gì gì đó, xin người ta chơi.
À, tức là xin đất đai đấy hả? Xin đất đai, mình đi, mình đường xa, đi đất người ta mình sợ nó thua á. À, xin. Xin đường, xin gì cho nó khỏe. Dạ. Thường thường cái thể lệ cuộc đua bò này, tại vì nhiều người cũng biết, tức là tới cái chỗ nào chạy mới được chạy phải không? Chỗ nào đi được đi. Cho người ta làm cờ cho chạy á, mới được chạy. Mình chạy trước người ta đỡ, mình ở sau nó tạt vô bò không thấy mặt đâu. Bất xịn á, xịn nó tạt kêu á, tạt vô mặt bò sau á, không tay đường chạy đâu. Nếu trước thì nó sẽ có cái quyền lợi hơn, có quyền. Dạ, bắt sáu thăm phải không? Bắt thăm. Người ta bị bắt thăm, bò ta chạy không nổi, người ta sợ, ta khoai bắt thăm. Ta cho mình đi trước. Ta mình đạp chết luôn á. Nếu miếng bò sau mà nó chạy nó đạp vào trước là thắng hay là thua? Bò thắng á, ta chưa tới cờ, người ta làm gì cờ cho chạy, mình chạy chưa tới đạp ta thua. Đạp là thua á? Bò sau thua á. Vậy khi mà tới cho cái chỗ chạy đạp là thắng hả? Ừ, thắng. Vậy hả? Nhiều cái thể lệ, có nghe là thể lệ giải năm nay là giải nhất bao nhiêu không? Ngàn A cha nhất bàn mắt. Chưa biết không cho biết cho. Tăng có biết. Không cho biết vậy chứ. Dạ. Dạ. Chỉ là biết là thi có giải thì lên nhận đúng không? Dạ. Tặng cho mình biết luôn. Thôi cũng chúc cho cái đội con chơi chơi đây 6 ngày nữa tới chùa Thông Bích luôn á, chơi lớn luôn á. Ủa thi tới mấy ngày rồi hả? 6 ngày nữa tới chùa Thông Bích đó. Tới tới người dân tộc á, chơi lớn luôn. Tết của người dân tộc à. Sĩ sản rồi, sĩ sản tới nè. Tới rồi nè, còn 6 ngày nữa à. Tới đó, chùa Thông Bích đó, chùa Vinh Trung á. Chùa Vinh Trung. Thông Bích đó. Chùa gì Mích? Gần có tiếc không? Chỗ trời ở Vinh Trung á. Vinh Trung chùa Thông Bích mình á. Biết chỗ đó. Dạ. Thôi chúc cho cái đội anh hôm nay may mắn nha. Dạ dạ. Dạ thôi dạ. Anh chào anh nha. Dạ. Thì cha trường nổi cây này là gọi là cây gì? Cây mà để làm tài xế đó. Kêu bằng xà lôn. Khi mà thăm vô chơi nó đau là chạy mạnh ha. Khi bà sửa sẵn vậy là bà con ra ngoài đó đứng nhìn toàn bộ là tài xế thì nhiều. Bà con người đứng đó đồng hồn. Chia nó không phải chia. Còn đứng ra đồng không? Tài, học sinh ơi! Học sinh rồi đây nè! Còn cái ông bên à? Vì cha nhờ, học sinh ơi! Khó lên! Đi chỗ lên vào luôn à. Cái cặp sau thắng, cặp trước thắng gì? Cặp mình đó hả? À, cặp số 02 á. À, cặp số 02 thắng rồi. Là cố lên hay gì? Cố lên hay chiến thắng? Cố lên. Cố lên ạ. À, cố lên chiến thắng rồi. Hello. Hello. Nè, ăn mừng quả chiến thắng. Xong bò hay xong à? Thắng hả? Lớn hơn gì?
nó lên bò này thì thường thường người ta lên đường này, cái bãi nào người ta lên thì lên được bãi đó đó. Cao hai hướng mà này, cặp bò này đã giành chiến thắng rồi khán giả. Bò số 08 đây, này bò dưỡng cho bò, đưa đá gì cho mát. Mình vui cặp bò mới giành chiến thắng. Anh ở ra đánh từ đâu? Từ Lê Chi. Lê Chi Ba Chúc. Mình đi được mấy cặp bò? Một cặp bò tiền luôn. Hết tiền luôn. Hết tiền bò luôn hả? Có cặp á, nhầm mấy đội khác thì nhiều cặp lắm không? Có hai cặp bò dữ quá. Bò quá tốt à. Bò quá tốt rồi. Dưới anh chặt xương ra. Tỷ lệ như cặp bò thắng vòng thứ mấy rồi chú? Thứ ba đó hả? Ba chiến đấu rồi. Mà vô xếp hạng chưa? Dành vô hạng thôi. Vô hạng đúng không? Có nghe năm nay giải thưởng treo nhiêu không? Không biết nữa. Không biết đâu biết hả? Chắc được nhiêu đó. Dạ. Nói chung là vui là chính ha. Cặp bò nè, đến từ Lê Trì nghe khán giả. Để cái đá vô cho nó. Chanh đưa chanh vô cái này làm cho bò nó khỏe đó. Quá tốt rồi khán giả. Đá bóng hả? Đá bóng sao rồi, cái cấp cứu chở đi luôn rồi. Đi cấp cứu luôn rồi. Nói ông kia bị gì hả? Cặp này ấy, cặp trước bỏ xa dữ lắm á. Dí theo đạp. Thì anh vừa rồi cũng bị cặp đò ở sau đạp lên á. Như thường thì tới chăm sóc đó. Cái này cũng có lúc nguy hiểm nha khán giả. Bỏ sao hết à? Đây ai cũng ăn rồi. Từ cũng ăn rồi. Chiến thắng rồi. Không chịu chạy luôn. Không chịu chạy luôn rồi. Tôi lên bảo rồi kìa, té rồi kìa. Cái anh tài xế nó bị tép mặt luôn. Vừa nãy bị bò sao đạp lên á. Rồi sao nó té rồi bị tép mặt. Có y tế chăm sóc. Ba sau mấy cô vô thì nhanh bắt chân vô cái chân khách. Bạn cục nhé, cục cần mình không sao thì thường cái mặt thôi chứ
như vậy. Trời ơi, mà sao nó giờ Lê Thanh xin chào khán giả nãy giờ đã xem một đoạn video mà Lê Thanh quay lễ hội đua bò truyền thống lần thứ 16 năm 2022 ở tại Chi Tôn gần Hồ Tà Bạ. Thì Lê Thanh quay một đoạn video đầu thì đã nghỉ giải lao thì vô chung khách xếp hạng mời khán giả cùng theo dõi đoạn video sau mà Lê Thanh gửi đến khán giả. Ai sẽ đạt giải nhất, đơn vị nào sẽ đạt giải nhất trong hội thi năm nay nha. Hãy bấm like, bấm đăng ký, bấm chuông để được theo dõi những video tiếp theo. Lê Thanh xin chào và hẹn tất cả các bạn một video tiếp theo.